Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay bên em rất là vui được giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu đẩy liền vang mang thương hiệu CAF, một sản phẩm chính hãng, mã sản phẩm là AX600 Plus. Vâng, đây là một sản phẩm chính hãng, được nhập khẩu chính ngạch, và bên em là đơn vị phân phối. Quý vị yên tâm. Với sản phẩm CAF thì quý vị nào còn băn khoăn là phải mua phải hàng giả, hàng nhái thì quý vị yên tâm, bởi bên em là đại lý ủy quyền phân phối sản phẩm thương hiệu CAF. Vâng, quay trở lại chiếc đẩy liền vang thì bây giờ em cũng xin được khui thùng ra giới thiệu đến quý vị và các bạn. Vâng, như quý vị thấy, sản phẩm chính hãng thì đầu tiên mở ra là quý vị thấy một chiếc phiếu bảo hành. Vâng, một chiếc phiếu bảo hành sản phẩm chính hãng và một quyển hướng dẫn sử dụng. Và một chiếc dây nguồn. Chiếc dây nguồn cũng rất là lớn, rất là xịn. Và một chiếc điều khiển G-Pod để điều khiển các cái chức năng từ xa. Vâng, rất là tiện lợi. Và nhà sản xuất có tặng theo một chiếc để chỉnh. Các bác có thể dễ dàng chỉnh các cái volume. Và quý vị thấy, một sản phẩm chính hãng. Một sản phẩm chính hãng thì đầu tiên trên thiết bị phải có đầy đủ các tem mác. Một chiếc tem sản phẩm chính hãng, logo được bảo hộ thương hiệu chính hãng tại Việt Nam. Và với mặt giao diện thì màu đen tổng thể, rất là dễ phối ghép với các cái thiết bị trong gia đình nhà quý vị và các bạn. Với sản phẩm thương hiệu CAF gồm có 3 volume, 3 núm béo, với núm chỉnh và echo tổng, mic tổng và muric. Vâng, với sản phẩm CAF AX600 Plus thì đây là một phiên bản được nhập khẩu chính hãng, cho công suất rất là mạnh, có thể đánh được một đôi bát 40-30 với công suất 600W trên một kênh. Vâng, quý vị chơi ở phân khúc gia đình rất là hay. Với chiếc đẩy liền vang này thì được tích hợp rất là nhiều các cái tính năng, được giải mã cổng quang. Vâng, đây là màn hình hiển thị, màn hình LED sẽ hiển thị tất cả các tính năng trên đây. Giải mã cổng quang số các bác nhá. Vâng, và MP3 chạy ở USB. Và bắt Bluetooth. Vâng, có khả năng kết nối Bluetooth rất là hiện đại. Vâng, ngoài ra thì có delay của kênh trái và kênh phải, chỉnh hai vế riêng biệt và G-Bit, ba cổng mic có tương ứng với ba chiếc áp chỉnh độ nhạy đầu vào. Vâng, và bên này thì có những cái nút chỉnh về phần mic, bass mid check, và về phần music cũng vậy, có bass mid check chỉnh, và cả đường input này, và các cái chọn tín hiệu. Và đặc biệt con này với chống hú thì cực kỳ là tuyệt đối. Feedback chống hú 3 cấp độ. Quý vị có thể chọn tương ứng với 3 cấp độ. 1, 2, 3. Về phía đằng sau. Vâng, phía đằng sau thì quý vị thấy có thể kết nối với 4 loa. Vâng, có thể kết nối với 4 loa.
với công suất này thì rất là mạnh mẽ. Và các cái cổng kết nối đường input BMG AUX, cổng optical và có hai cổng output ạ. Vâng, mã checkcode series của sản phẩm. Vâng, và em cũng xin mời toàn thể quý vị và các bạn cùng kiểm tra cái nội thất, chiêm ngưỡng cái nội thất của một chiếc sản phẩm đẩy liền vang CIF. Và đầu tiên phải nói đến là một chiếc nguồn cũng rất là lớn và rất là xịn. Hàng chính hãng thì được sử dụng những thiết bị, những linh kiện cao cấp, cho ra chất âm rất là tốt. Vâng, về phần được sử dụng hai quạt gió để làm mát cho cái phần khuếch đại tín hiệu. Sử dụng 4 tụ lọc rất là lớn, cao to đẹp trai. Và bộ phận giải mã tín hiệu cổng quang, giải mã cái vâng, với chiếc liền vang này thì được bảo hành 1 năm chính hãng. Và quý vị nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ với bên em với số điện thoại 0912669059. Bên em cũng xin được báo giá tới toàn thể quý vị và các bạn. Chiếc đẩy liền vang CIF AX600 Plus, bên em bán với giá là 7.800.000 đồng. Vâng, 7.800.000 đồng bao ship toàn quốc. Quý vị nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ với bên em. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của bên em.